Thì nó viết kịch bản này thôi. Vâng. Với cái không? Cái thứ ba. Kiểu của quen đến trẻ con nào đấy em? Như mình xuống đấy là hợp lý. Chả tiếp xúc gì với bên ngoài. Thế thì giải cứu thế giới kiểu gì vậy anh? Mẹ, em không tưởng tượng em một ngày thế giới thì quá những bọn xấu tiêu diệt thì mình ở đấy. Kiểu mình đi kiểu đóng vai người như thế. Không. Có lẽ xong lâu lâu đưa anh em lên phố cho kiểu quay lại thế giới loài người. Cái cảnh như quán cơm.
Nó thuê hẳn một căn bệnh thì sự to đùng luôn. Mà thì để trong đấy nó nuôi không biết bao nhiêu thằng. Đấy phòng khách thôi nha, thì lại máy tính cái kia bao nhiêu luôn. Ngồi đấy, mấy thằng nó ngồi đấy làm không biết là cái đem. Hôm nọ mình đi bộ qua nhìn thấy. Và xin ứng tuyển nhân viên nghĩa là biết ngay. Xin cho cái hôm qua vừa lướt trên thấy cái mấy cái đứa tung hô đồng pi pi gì đấy mới lướt đúng rồi vừa mới lướt trên thì thấy thế, lướt xuống đã thấy gì à? Bộ công an đang vào cuộc điều tra. Còn bộ từ lâu lắm rồi ấy. Điện thoại pi các thứ đấy. Chấp nhận thanh toán bằng pi xong đổi đổi tiền đấy. Trước thằng đồng nghiệp ở cái công ty đầu tiên anh làm cũng hàng ngày cần vẫn đảo pi. Thế mà bọn nó có hội to phết đấy, to tướng luôn cả nước ngoài, mỗi Việt Nam mình đâu. Thank you.
thì bên túi tiền còn cắn, cứ cắn được tầm cả rưỡi hay cả chỉ thế thôi, nhớ lên có cái là 4k. Bangladesh, Iraq, Pakistan, Philippines này. Ở trong ổ cuối cùng mục kia chưa tắt. Lại cắn này. Xong lại lại cắn xong lại xuống hả? Chưa nó đang ngủ báo cháy kìa. Thế á? Chúng mày bật cái nút đó này này. Bật cú luôn. Mày nó chỉ bình thường thôi. Báo cháy kêu ngoài kia rồi, này nó bật cả nút. Lúc mình đến ở dưới tầng hầm nó bật cái gì Huy đàn nhỉ? Chạy ù đúng không? Ờ. Hay là cái... Nó chạy ầm 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 dưới hầm này. Chưa 12 rồi.
xem cái TikTok mà nó livestream hết sức. Livestream mà tên gì? Livestream về gì? Ờ, em gửi link cho nhóm này. À, ok. Anh cũng ngủ, anh không để ý. Mới trên trầu không mà bắt đầu. Thank you.
Thank you.
Mình không cần chụp ảnh nhiều, chỉ cần quay mà. Còn lại biết bán lại bao nhiêu. Bỏ mua full cả bộ này 18 triệu. Giờ đang hạ mới 20 triệu. Tại nó là quay với những cái nổi tiếng. Đúng rồi. Bán thước phim thì quý giá cũng đấy. Bán thì chính là bán cái nội dung luôn. Bán cái kỷ niệm. Kỷ niệm cho người dùng sau luôn. Thì nếu anh đến đây này, quý trên màn hình thì anh lên 50 triệu. Không, em ít luôn cái mũ này nữa rồi xong rồi. Không, nó cắt xong rồi nó mới biết được ngày mai quay kiểu gì. Ừ, kiểu toàn xả vai nhanh ấy. Đây ví dụ kiểu đáng là đóng đóng là mình giữ một tí nữa rồi xả vai đây. Nó xả luôn. Kiểu về thì cắt khó lắm. Mình cắt khó cực. Tại vì nếu mà đến đấy thôi thì chưa đủ mà muốn thêm thì hết quá thiếu. Yeah.
Kéo vào cái màu xanh nhá, cái màu xanh này. Có lẽ là có cái vũ chỉ thôi. Rồi, mất màu xanh. Đấy. Cái này nó chậm quá. Nó bắn từ đây. Hey, take your time.
cái ghép không xanh em là cái kiểu cái ghép lại mà để cái chữa lại chữa này mình cũng phải ghép đấy đấy rồi đấy thì em tìm cái bạn kiểu sang ngu ngu ấy mấy cái để nhận để chữa này chữa cắm đây cắm đấy ha thì cứ tìm về không thải về không rồi Uchaki không tách lên liền xanh ha ghép vào cho hợp lý rồi mà me me thì cứ kéo ghép vào nó xanh. Vãi chiều vào đéo thoát ra được. Thank you.
Ô anh chị ơi, ba cây Spiderman hôm nay đủ video chưa ấy nhỉ? Của anh một cái, của thằng Đạt em mới có hai cánh. À thế. Hồ chị áp kênh Action DC với cả Spiderman DC nhé. Hai cây này mới thấy nó lên. Anh ghép chúng nó vào cho nó dài. Áp xong hết rồi Lý. Được quá nhỉ. Không mấy kênh 5 phút có áp không em? Okay. Có kênh nào có view không? Nó cũng...
em đi là anh đi đấy nhanh để anh đi anh kịp đâu. Thế đến nhà anh này thế này nhá, cho anh định bán đúng không? Em lấy anh hấp xuống luôn đi. Anh em làm chậm chậm thôi. Đập người quá quát đúng không? Dạ anh buộc xuống hẳn. Xong rồi em đập người với quát là làm nữa để tôi buộc hẳn. Được rồi. Rồi lại đây. Từ từ để lúc anh giật mình anh ra. Sao rồi chúc hôm nay vào vô vô cái anh nhân viên thì tôi đỉnh hay đúng không? Không thằng này cho nó mất. Đéo đang đánh nhau ở kia rồi vỗ đéo này. Còn mày đánh nhau thằng nữa cơ mà. Từ 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 ra. Ok đi. Đấy không? Đấy này. Bà đi đi. Đấm mạnh, đá mạnh mẽ vào. Không, nó chết rồi, nhí cái lắm. Nó chết rồi. Liên 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 liên. Rồi, quay lại kiểu đợi. Đấm lại đi. Đang phải sang bảo vệ. Đấy rồi. Đấy rồi. Anh vào đúng không? Đúng. Đúng. Đúng cái mũ anh kia. Vãi rồi, cái này anh quay một gần hơn tiếng đấy. Thôi xong rồi. Được chưa? Xong rồi anh quay chậm nhỉ? Chỉ đấm nhau hay rồi. Quay một kiểu, kiểu quay quay ngang từ người đổ lên thôi. Kích hoạt nó hơi đủ. Được rồi, kiểu quay ngang từ người đổ lên đấm nhau thôi. Nó quay là nó quay hút. Quay đi quay, quay giữa người nha. Quay đi quay. Quay đúng rồi, coi đi coi.
bán nhá. Cái này nhà tao bán nhá. Bên một góc này bên này góc này. Đúng không? Cứ đâu cảnh đi đã tí nó quay mà xong. Lên đây. Cho mỗi mình thằng này cứu xong rồi quay cái cảnh Joker chạy ra ngoài kia là được không? Đây đây coi coi cảnh này. Anh một năm anh quay lại với nhau ơi. Thank you.